Mình tên Trang Thị Mai Phượng, sinh 1967, năm nay 58 tuổi. Mình là thợ may, hiện tại mình đang ở Vĩnh Long và làm nghề may. Nếu mà có anh nào hợp tình hợp ý, mình sẽ tìm hiểu với nhau. Chị 62 kg, 62-63 kg á. Chiều cao thì 1m58. Ưu điểm của chị đó là rất thương chồng, thương con và chăm lo cho gia đình. Nếu mấy anh thương chị, tạo được điều kiện về bên anh ma giá, sống với anh có chồng thì theo chồng, chị chịu theo chồng à. Buồn lắm Cảnh ơi, bởi cũng muốn tìm một người để hữu hỷ chia sẻ buồn vui. Hôm nay á, em cũng lên trên kênh Hữu Cảnh này, cũng mong là được lan tỏa lên. Em chỉ muốn tìm một người yêu thương em thật lòng, em chỉ cần yêu thương em chân thật là được. Vợ chồng chăm sóc lẫn nhau, ông chăm bà chăm ông. Nếu mà nói đồng tiền không cần thì cũng không đúng, nhưng mà chỉ cần cái tình thương chân thật là quý hơn. Hữu Cảnh mến chào cô chú và anh chị. Thì hôm nay Hữu Cảnh có nhận được số điện thoại của chị Phượng, và hôm nay Cảnh đã đến nhà chị Phượng để ghi hình và tìm cho chị một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì giờ đây Cảnh mời cô chú và anh chị cùng theo Cảnh để nghe chị Phượng bày tỏ và tâm sự ha. Dạ, anh chào chị ha. Chị chào Hữu Cảnh. Rồi, trước tiên nè, chị giới thiệu về bản thân của chị ha. Và chị năm nay được bao nhiêu tuổi và hiện tại mình đang sinh sống nơi đâu hả chị? Trước tiên chị chào Hữu Cảnh. Kế tiếp là xin chào tất cả anh chị em trên cộng đồng mạng. Chúc sức khỏe. Mình tên Trang Thị Mai Phượng, sinh 1967, năm nay 58 tuổi. Mình là thợ may, quê Bạc Liêu. Hiện tại mình đang ở Vĩnh Long và làm nghề may. Dạ, rồi tình trạng hôn nhân của chị sao chị? Chị với ông xã chị thì đã chia tay nhau hai mấy năm rồi. Mình sống trong xã được mấy người con đó chị? Có một đứa một Chỉ một người con trai gái chị? trai, năm Dạ. nay nó 28 tuổi. Vì đã có gia đình hết rồi hả chị? Có gia đình, có con. Dạ, trong suốt hai mươi mấy năm nay chị có mình quen thêm một người nào nữa không? Hay mình ở như vậy tới bây giờ? Cũng có quen một người nhưng tìm hiểu rồi cũng không đi được tới đâu. Chỉ có một lần một người đó thôi. Dạ. Rồi hôm nay này chị có để ý một người nào ở trên kênh của em chưa? Chị lên đây là chị cũng muốn bày tỏ bản thân. Trước là bày tỏ bản thân đi, sau thì nếu mà có anh nào hợp tình hợp ý thì mình sẽ tìm hiểu với nhau. Dạ. Trước khi mà mình đến với chương trình thì mình có tham qua ý kiến của con mình không chị? Có con chị nó kêu từ lâu luôn á, nó Dạ. đưa cái chương trình này lên cho chị đó, chứ lúc đầu chị không có xem, chị cũng không biết. Ừ, chị đi trên Cần Thơ này mình muốn nhà trọ mình ở đúng không chị? Đúng rồi, chị ở Vĩnh Long chợ Long Hồ này là chị thuê nhà trọ ở. Dạ. Chị may đồ, gấp đồ cho tiệm, gấp áo dài với đầm cho tiệm lớn ở Vĩnh Wow, chị giỏi ha. Long. Nếu vậy ở nghề này em nghĩ chắc là quá ổn định đúng không chị? Chị làm lâu lắm rồi, hồi trước đây thì chị có mở tiệm, nhưng hồi dịch đó thì chị mới dẹp tiệm. Nhưng hết dịch xong rồi chị làm lại cho tiệm lớn ở Vĩnh Long luôn. Dạ. Thì Hữu Cảnh đã đến nhà của chị Phượng để ghi hình, thì chờ đổ mưa đó cô chú anh chị. Thì có một hai tiếng ồn nó hơi khó nghe, mong cô chú và anh chị cũng thông cảm giùm. Rồi mình tiếp tục câu chuyện. Dạ chị ơi, năm nay chị Mai được 58 tuổi. Chị Chị Phượng. Phượng 58 tuổi. Mình muốn tìm một người đến với chị á, người đó độ tuổi từ bao nhiêu cho đến bao nhiêu? Chị muốn từ tuổi chị trở lên đi tới 60 mấy tuổi cũng được. Dạ. Chị có kỵ người ở vùng miền không? Chị chỉ thích người trong miền Nam mình trong này. Dạ, mình không thích đi xa Đúng rồi đó, chị không thích đi xa. ha. Dạ. Cân nặng và chiều cao của chị Phượng được bao nhiêu? Chị 62 kg, 62-63 kg á. Dạ. Chiều cao thì 1m58. Dạ, mình có ưu điểm gì không á chị Phượng? Ưu điểm của chị đó là
rất thương chồng thương con và chăm lo cho gia đình. Cũng như cái nghề này của chị cũng vậy, suốt ngày chị ở trong nhà cũng không có đi đâu đồ, chị không có đi chơi bời gì bên ngoài, cũng không có cái gì mà dạ. Chị có ưu điểm là thương chồng thương con. Thương mà chồng thương con đó. Ông xã bỏ chị hả? À, hồi đó là chị bỏ ông xã, tại tại ông xã nhậu quá, chị sợ. Như vậy thì chưa hẳn là mình thương chồng đâu. Nếu mà mình thương chồng mình phải chiều chồng chứ. Thương lắm, nhưng mà tại vì á, ông xã nhậu quá không khuyên được. Dạ. Cũng như nhậu mà đến nổi ra những chuyện lớn tới pháp luật luôn, thành ra chị mới buông. Dạ. Chứ còn nếu không thì chị cũng vẫn không buông đâu. Nếu nói vậy hồi đó là chị chủ động chia tay ông xã. Đúng rồi. Rồi ông xã của chị có níu kéo rồi không? Níu kéo dữ lắm, nhưng chị quyết định, quyết định bỏ. Tại vì, vì nếu mà sống với anh nữa thì chị sẽ khổ nữa, thành ra chấp nhận một lần đau, chứ bỏ chồng cũng vẫn buồn lắm và đau lắm. Dạ. Nhưng mà nếu sống thì sau này vẫn tiếp tục khổ nữa. Nghe nói là chị cũng có nhà cửa ở quê đúng không? Nhà cửa đầy đủ mà. Có, chị có nhà dưới Bạc Liêu. Dạ. Nhưng hiện tại bây giờ thì nó nằm trong diện quy hoạch. Giờ chị lên trên đây, trước đây làm ăn thất bại thì cái lên đây thì cuộc sống trên đây được, rồi cái cũng ở trên đây. Dạ. Rồi chị muốn mà tìm một anh đó mà người ta có nhà cửa, chị có về bên anh ta sống không? Chấp nhận, nếu anh có nhà cửa, chị thì có cái nghề may đó như vậy, đi tới đâu thì chị cũng làm được. Nếu mấy anh thương chị, tạo được điều kiện về bên anh mai giá, hoặc là về bên anh sống với anh, có chồng thì theo chồng, chị chịu theo chồng à. Rồi con của chị thì sao? Con chị thì nó đi làm ở trên Đồng Nai trên đó, nó có vợ nó đi làm ở trên đó. Dạ. À, con trai chị có vợ ở Đồng Nai ha? À, nó có vợ, vợ chồng nó đi làm trên đó hết. Có thường xuyên về thăm chị không? Cũng có, thỉnh thoảng thì có khi có khi thì một năm về một lần vào dịp Tết. Dạ, sống một mình cũng thua thổi buồn hả chị Ma, chị Phượng? Buồn lắm Cảnh ơi, bởi cũng muốn tìm một người để hữu hỷ chia sẻ buồn vui, với lại chăm sóc nhau những lúc đau bệnh. Dạ. Điều đó là cần thiết nhất. Dạ. Tại vì chị có một mình anh, có một đứa con thôi. Có một đứa con một thôi. Dạ, mà con chị cũng đã trưởng thành và đã đi mà ăn xa, đâu không ai gần gũi hết trơn. Đúng hả? Rồi, không có gần gũi. Dạ. Nó cứ kêu hoài, mẹ ơi mẹ tìm một người đi mẹ. Chú nào bác nào cũng được, yêu cầu thương mẹ, mẹ với chú nương tựa nhau để chăm sóc nhau lúc tuổi già, con đi làm xa con cũng yên tâm. Hôm nay á, em cũng lên trên kênh Hữu Cảnh này, cũng mong là được lan tỏa lên, cũng tới mấy anh. Em chỉ muốn là tìm một người yêu thương em thật lòng. Em nghèo như vậy thì em cũng không cần tìm, em cũng không thể nào, em nghèo vậy em cũng không thể tìm được mấy anh mà giàu. Em chỉ cần yêu thương em chân thật là được, để về vợ chồng chăm sóc lẫn nhau, ông chăm bà chăm ông. Cuộc sống sau này dung đắp với nhau về tuổi về già. Dạ. À chị Phượng, ý là chị nói bây giờ bất kể ai, dù bảo vệ hay là thợ hồ gì đó, cảm thấy mến chị rồi chị vẫn kết bạn bình thường đúng không? Ok, vẫn kết bạn bình thường. Dạ. Tìm hiểu miễn mà phù hợp với nhau là ok. Anh ta không có nhà cửa, về đây phụ màng ăn với chị được không? Vẫn được cưng. Dạ, điều quá quý hả chị? Cuộc sống mà, nếu mà nói đồng tiền không cần thì cũng không đúng, nhưng mà chị cần cái tình thương chân thật là quý hơn. Rồi chị còn điều gì muốn bày tỏ với em nữa không? Thì chị cũng chỉ nói vậy, ví dụ như nếu mấy anh xem được clip này, nếu cảm thấy đồng cảm với nhau thì hãy gặp Hữu Cảnh để nhờ Hữu Cảnh kết nối cho
cho anh chị được gặp nhau. Dạ, mình có dự định mà tìm một anh nào đó ở thôn quê mình về mình làm công việc khác không, hay là chị quyết định là đeo công việc này hoài nè? Vẫn được cưng, nếu mà được về bên anh thì chị vẫn về, ví dụ như làm những chuyện gì với bên anh kệ vẫn được hết. Dạ. Chị cũng là người phụ nữ rất là chăm chỉ, chịu khó lắm. Người ta ngại nhất là đến với một ai đó mà người đó có con ở chung á, thì theo cảm nhận của chị thì sao? Chị thấy không sao, tại vì mình lớn, ví dụ như con cháu mà mình thương nó sẽ thương mình, vậy thôi, không có gì cưng. Dạ. Thôi nãy giờ chị em mình cũng đã tâm sự rồi, thì những gì em hỏi chị đó thì em cũng đã hỏi xong. Thôi giờ em sẽ xin tóm tắt video gì ha chị Phượng. À, chị Phượng năm nay được 58 tuổi. Dạ, 58. Dạ, hiện tại đang sống ở đây đâu? À, Long Hồ. Long Hồ. Ừ. Dạ. Thì hôm nay biết đến kênh YouTube của Hữu Cảnh để mong sao tìm được một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì nãy giờ chị đã có bày tỏ anh nào yêu thương chị thật tình thì cứ gọi cho Hữu Cảnh để Hữu Cảnh ghi hình kết nối đến chị. Và chị có nói là hoàn cảnh chị cũng không có giàu, chị rất là nghèo, thì chỉ mong sao kiếm được anh nào mà như chị thôi, chị không có cần anh đó phải là giàu hay đỉnh gia gì hết. Đúng. Chị không có mơ ước như vậy đâu đó. Thì anh nào xem qua nãy giờ có đồng cảm chị thì cứ gọi cho Hữu Cảnh ha. Dạ chị Phượng, nãy giờ những gì chị nói có đúng là sự thật hay không? Đúng sự thật luôn cưng. Dạ rồi, chị có cho phép em sử dụng hình ảnh của chị và những video nãy giờ hai chị em mình tâm sự cho phép em đăng mạng xã hội không chị? Chị đồng ý cưng. Dạ, video này em đăng đi, không giờ em gỡ xuống được ha. Dạ, chị đồng ý. Dạ, Hữu Cảnh mến chúc cô chú và anh chị trong nước ngoài nước gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Em cũng xin chúc cho chị Phượng đây sớm tìm được ý chung nhân của mình hả chị? Dạ, chị cảm ơn. Dạ, kết thúc video này chị có điều gỡ cô chú không? Cuối cùng em cũng xin kính chúc tất cả anh chị em trên cộng đồng mạng sức khỏe dồi dào. Chúc Hữu Cảnh ngày càng tiến xa hơn trên cái bước đường của Hữu Cảnh để giúp nhiều người hơn. Dạ, sẵn video này thì Hữu Cảnh cũng xin có đôi điều gửi đến cô chú và anh chị. Thì có một số comment hôm nay kêu Hữu Cảnh tổ chức hội độc thân nữa đi. Thì chắc nay mai gì đó Cảnh sẽ ra một cái video thông báo về hội độc thân đó chị Phượng. À. Dạ, nếu mà ai tán thành muốn Cảnh mở hội độc thân nữa thì comment vô cho Hữu Cảnh ha. Và cái video thông báo của Hữu Cảnh chắc cũng dài dài ngày nữa Hữu Cảnh sẽ ra video. Ok. Em mong mình tới bữa đó có chị hả chị Phượng? Yeah. Rồi, chị em mình tạm biệt nhau ha. Yeah. Rồi, chào Hữu Cảnh. Yeah.